giải thích cho các em cái ký hiệu về hình đầu dạng nhé. Chúng ta đã học về hình đầu dạng rồi, đó là những cái hình mà có các cái cạnh tương ứng tỷ lệ và có các cái góc tương ứng thì phải bằng nhau. Thế ví dụ như một cái tam giác A B C đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy C phẩy, đúng không? Thế thì nhìn ở khi đó đấy, các cái cạnh tương ứng về tỷ lệ có nghĩa là nếu đây cạnh AB ở chia cho A phẩy B phẩy thì cũng phải bằng gì? AC chia cho A phẩy C phẩy cũng bằng gì? BC chia cho B phẩy C phẩy, và nó bằng một con số k của nó, thì k khi đó được gọi là hệ số đồng dạng. Các góc tương ứng bằng nhau có nghĩa là góc A thì phải bằng góc A phẩy, và góc B thì phải bằng góc B phẩy, góc C thì phải bằng góc C phẩy nhé. Thì những cái hình như thế này được gọi là đồng dạng. Chúng ta có thể có tam giác đồng dạng, tứ giác đồng dạng vân vân. Và ví dụ muốn nói tam giác A B C đồng dạng tam giác A phẩy B phẩy C phẩy, ta sẽ ghi như này: tam giác A B C đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy C phẩy. Trước hết em lưu ý là các cái góc tương ứng thì phải biết đúng theo thứ tự A đến B đến C, thì tương ứng bên này sẽ là A phẩy đến B phẩy C phẩy. Đặc biệt em chú ý vào cái ký hiệu đồng dạng đấy, nó giống như một cái dấu ngã biết ngược, thực chất nó là chữ S lật ngược. Là vì thế này mà trong tiếng Anh ấy thì cái từ đồng dạng nó là similar shape, là hình đồng dạng. Do vậy để nói rằng tam giác ABC đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy C phẩy nhé, thì cái từ similar shape này cái tóc đó là nó sẽ là chữ S, phải không ạ? Thế nhưng mà nếu mà để nguyên chữ S, nếu như em tưởng tượng nếu chúng ta muốn nói rằng là tam giác ABC đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy C phẩy và nếu chúng ta thấy nó là chữ S thì như thế sẽ rất dễ dẫn đến cái hiểu lầm, đúng không? Chúng ta không phân biệt được giữa điểm và gì và các cái ký hiệu đặc biệt đấy. Thế thì để cho nó trở thành cái ký hiệu đặc biệt thì người ta quay cái chữ S này nằm ngang nó ra đấy, nên nó trở thành cái ký hiệu đồng dạng thì cần phải biết nhé. Thế thì bây giờ hết giờ bị giải lao rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với bài học.